Kính thưa quý vị, Thủ tướng Úc Đại Lợi gây kinh ngạc với lời kêu gọi bầu cử vào tháng 9 đến từ Canberra. Trong bài nói chuyện về chính trị đầu tiên của mình trong năm 2013, Thủ tướng Úc Đại Lợi, bà Julia Gillard đã làm các cử tri kinh ngạc bằng cách kêu gọi bầu cử vào ngày 14 tháng 9. Bầu cử đúng ra sẽ được tổ chức tại Úc Đại Lợi vào cuối năm, nhưng bà Gillard nói rằng bà muốn chấm dứt sự bất ổn chính trị bằng cách đưa ra ngày bầu cử ngay bây giờ. Chính phủ đảng lao động thiểu số của bà Gillard đang giữ đa số với sự ủng hộ của một nhóm độc lập và đảng xanh. Các cuộc thăm dò cho thấy phe đối lập tự do sẽ dễ dàng chiến thắng nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào lúc này. Cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu Úc Đại Lợi sẽ giữ nguyên thuế carbon gây tranh cãi cùng với mức thuế 30% đối với lợi nhuận khai thác quặng sắt và than mà phe đối lập bảo thủ hứa sẽ loại bỏ nếu thắng cử. Ngoại trừ hai khác biệt về chính sách này, chính phủ và phe đối lập gần như đồng thuận về các vấn đề trong nước. Cả hai đều ủng hộ sự hợp tác nhiều hơn với Trung Cộng là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Bà Gillard nói rằng toàn quyền sẽ giải tán quốc hội vào ngày 12 tháng 8. Như vậy, chính phủ sẽ có thêm hai kỳ họp quốc hội nữa để thông qua luật pháp và công bố ngân sách vào tháng 5.